Sở hữu ngay Xiaomi 14 Ultra, kiệt tác huyền thoại với mức giá tốt hơn thị trường tới 5 triệu đồng, chỉ có tại Hoàng Hà Mobile. Trả góp 0%, tặng gói bảo hành premium 24 tháng và 6 tháng bảo hành rơi vỡ. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo của Việt Nam, người đứng đầu chính phủ và nền kinh tế Việt Nam đã sang thăm Hàn Quốc với danh nghĩa là đối tác chiến lược toàn diện. Trước đây thì Việt Nam đã sang thăm và làm việc với Hàn Quốc quá nhiều rồi, nhưng mà trên cương vị là đối tác chiến lược toàn diện thì chưa bao giờ. Thế thì lần này đi của Thủ tướng có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Như các bạn còn nhớ thì một năm trước, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã sang thăm Việt Nam. Ông đưa theo đoàn tháp tùng gồm những doanh nghiệp có thể nói là lớn nhất Hàn Quốc. Và nói đơn giản thì ông ấy đưa cả nền kinh tế sang Việt Nam. Sau lần thăm đó thì Việt Nam và Hàn Quốc đã có thêm nhiều hợp đồng giá trị. Trước đó 6 tháng, vào cuối năm 2022 thì Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đến sáng ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân là Lê Thị Bích Trân đã cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc và phu nhân. Những lần đi công tác trước thì nhiều người bình luận vui trên mạng xã hội rằng cứ các bác nhà mình đi ra nước ngoài là lại mang về những hợp đồng giá trị. Vậy thì lần này Thủ tướng sang Hàn Quốc thì sao? Thì sau khi được đón với nghi lễ trang trọng tại sân bay Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ngay lập tức bắt tay vào một loạt các hoạt động dày đặc, chủ yếu là về kinh tế. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thì chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc. Ông Vũ cho biết là trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này, dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có tới 30 hoạt động. Ngoài các chương trình chính thức với lãnh đạo của Hàn Quốc thì Thủ tướng cũng sẽ dự và phát biểu tại 3 diễn đàn, gồm diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa và thứ ba là diễn đàn lao động Việt Nam Hàn Quốc. Và hai tọa đàm thì gồm có tọa đàm lãnh đạo các tổ chức kinh tế Hàn Quốc và tọa đàm với các nhà tri thức khoa học của Hàn Quốc về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng cũng sẽ có cuộc tiếp xúc với đại diện lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra thì Thủ tướng cũng sẽ đi thăm đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc, thăm gia đình văn hóa Việt Nam Hàn, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Seoul và thăm nhà máy sản xuất chip bán dẫn của tập đoàn Samsung. Thứ trưởng Ngoại giao cho biết là hơn một nửa các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm lần này sẽ là tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Ông Vũ nói và nhận định hợp tác kinh tế vẫn luôn là điểm sáng, là trụ cột quan trọng cho thúc đẩy sự phát triển thực chất quan hệ song phương. Các bạn thấy rằng chỉ trong có 4 ngày mà còn chưa trừ đi thời gian bay đi bay về làm lễ đón tiếp tạm biệt thì thời gian còn lại của Thủ tướng phải làm việc tới 30 cuộc họp, cuộc gặp gỡ, cuộc giao lưu, phát biểu. Phải nói rằng để làm lãnh đạo đất nước thì ngoài có trí tuệ hơn người, các nhà lãnh đạo của chúng ta cũng phải có sức khỏe rất tốt và khả năng chịu áp lực cực kỳ đáng nể. Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này thì có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Đào tạo Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nói về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thì Thủ tướng nói rằng cách đây 30 năm chúng ta không thể hình dung được quan hệ hai nước sẽ đạt được thành quả như ngày hôm nay và tôi mong muốn thời gian tới hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư sẽ có đột phá về mọi mặt, kết quả đạt gấp 3, gấp 4 lần những kết quả đã đạt được hiện nay vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, xứng tầm là đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần giúp quan hệ hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Như các bạn đã biết thì đến nay hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Đến nay thì Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư đến tháng 4 năm 2024 đạt đến 86 tỷ đô la, chiếm 25% tổng số dự án và hơn 18% tổng vốn góp đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Đồng thời Hàn Quốc cũng là đối tác lớn thứ hai về hợp tác phát triển ODA, là đối tác lớn thứ ba về thương mại và hợp đồng lao động và hợp tác lao động. Hàn Quốc cũng là thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất của Việt Nam năm 2023.
Hợp tác hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Về thương mại thì trong năm 2023, kim ngạch thương mại song phương của Việt Nam Hàn Quốc là 76 tỷ đô la, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,5 tỷ, kim ngạch nhập khẩu là 52,6 tỷ. Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước là 25 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 23. Việt Nam vẫn tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển. Viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam hàng năm đạt khoảng 500 triệu đô, trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại. Hợp tác phát triển Việt Nam-Hàn Quốc được ưu tiên trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục đào tạo, môi trường, năng lượng xanh, công nghệ thông tin, v.v. Còn giao lưu nhân rộng giữa hai nước đã trở thành một động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương bền vững. Hiện có 76 tỉnh, thành phố, địa phương của Việt Nam đã đăng ký văn bản thỏa thuận hợp tác với các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có mặt ở 55 địa phương, tập trung nhiều nhất ở Bắc Ninh, ở Hà Nội, rồi đến Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là sợi dây kết nối giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt và sâu rộng. Đến nay thì cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc là 250.000 người và Hàn Quốc cũng sinh sống tại Việt Nam 150.000 người. Trong năm 2023 thì lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam là 3,6 triệu, đứng top 1 trong khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc cũng đạt 500.000 người. Trong 4 tháng đầu năm 2024 thì Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt khách, chiếm 25% tổng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Kinh tế chính là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hàn Quốc, chiếm hơn một nửa trong số 30 hoạt động của ông. Đặc biệt là Hàn Quốc đã ký với Việt Nam một thỏa thuận mà Hàn Quốc chưa bao giờ ký với bất kỳ quốc gia nào trước đây, đó là về thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu Hàn Quốc-Việt Nam. Theo đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam thì chuyển đổi xanh là chìa khóa quan trọng vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước. Hiện nay thì Hàn Quốc là quốc gia phát triển có rất nhiều thế mạnh trong phát triển kinh tế, công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Lần này Thủ tướng sẽ tới thăm nhà máy bán dẫn của Samsung, một trong những tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới, đang tạo việc làm cho 100.000 người lao động tại Việt Nam. Việt Nam cũng đang từng bước trên con đường sản xuất chip bán dẫn và đã có hợp đồng hàng triệu chip với đối tác Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Hy vọng rằng sau chuyến đi này, Thủ tướng sẽ mang về cho Việt Nam thêm nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Cũng thông qua các hoạt động đa dạng với giới kinh tế Hàn Quốc trong chuyến thăm lần này, thì Việt Nam kỳ vọng hai bên sẽ nâng cao chất lượng trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và đa dạng chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tương lai như là bán dẫn, công nghệ phụ trợ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác lao động, công nghiệp văn hóa, hợp tác du lịch giữa hai nước. Qua đó thì Việt Nam và Hàn Quốc cũng đạt mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô, hiện tại là 86 tỷ đô và hướng tới mục tiêu là 150 tỷ đô vào năm 2030 để cân bằng, bền vững và góp phần thực hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước đến năm 2045. Việt Nam sẽ là nước phát triển với thu nhập cao. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.